đang muốn chơi chúng tôi đúng không? Cô nương còn đòi hỏi thằng ngốc gì hết. Bộ mày tưởng tao không dám đụng đến chúng mày sao? Tôi thấy anh rất là giống một người mà tôi đã từng biết. Tôi là ai không quan trọng hết. Tại sao bọn chúng lại biết con gì đây? Đúng vậy. Tôi nghĩ đây chính là một âm mưu. Miễn tây miễn ngọt, có trời thằng giống á mà. Thanh Hải Phòng chợ sách không phải là loại người đó. Mày nói cái gì vậy? Không không chế được tụi đó sao? Mình, tôi biết rồi. Ông sẽ sống, mình sẽ chết. Mọi chuyện đã xong rồi. Ông Năm, chuyện này chỉ là do bọn đối thủ cạnh tranh với mình. Nhi, con bị gì vậy? Con có sao không? Không sao đâu Diễu. Con đang thắc mắc tại sao bọn chúng lại biết con về đây. Con đã gọi điện thoại cho anh Việt rồi. Bên đó mọi việc đã ổn. Ngoài anh Việt ra thì không ai biết con về đây hết. Con gọi ngay cho thằng Việt, cho người theo dõi bọn Tạ Thiên Khánh đang làm gì, xem có cái gì khả nghi không. Không cần đâu ba, đích thân con sẽ về bên đó. Con đang bị thương làm sao mà đi được? Không có sao đâu Diễu. Vụ này á, con không để yên cho hắn ta đâu. Để coi hắn ta dám làm gì con. Bây giờ con lên thu xếp đồ rồi chuẩn bị đi nha ba. Để gì đi với con? Dạ. Theo con, con có nghi ngờ ai không? Trời ơi, con nói bà nghe nè, không có thằng nào dám đụng vô nhà của mình đâu. Con đang nghĩ là cái bà nào đó ngày xưa bà kiếm chuyện với bà, bây giờ bà trả thù. Đúng vậy. Anh có điện thoại kìa. Alo. À, mày sao mày? Thử sao tao gọi không được. Tôi và anh Thư giữ an toàn, không sao đâu, ông đừng lo. À, em nghe nè. Sao anh gọi em không được vậy? Ủa, chắc là điện thoại em hết pin mà em không biết. Em có ổn không vậy? Em ổn. Anh Dũng cũng vừa mới băng bó xong, vết thương cũng nặng, chắc là khoảng 5-6 ngày nữa thì mới khỏi được. Bây giờ hai người đang ở đâu vậy? Em đang ở trong một biệt thự Mimosa, trong Hồ Tiền Lâm, rất là an toàn. Nè, em phải cẩn thận đó. Bây giờ không tin ai được đâu. Em biết mà. Còn anh á, anh cũng cẩn thận bọn truy sát nha. À, thôi vậy ha. Bây giờ anh đưa Quỳnh Nhi ra sân bay, đi Macau. Anh hai, hai người họ ổn chứ? Ổn không sao đâu, đi đi. Tôi nghĩ là chúng ta phải ở lại đây vài ngày, chờ tình hình lắng xuống rồi mới thương tiếp. Anh Dũng, tôi thấy anh rất là giống một người mà tôi đã từng biết. Từ cả giọng nói, những thói quen, rồi từ những hành động của anh, giống lắm. Có phải anh là... Tôi là tôi. Tôi là ai không quan trọng hết. Thậm chí ngay cả cô cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu như cô cứ tiếp tục lục tung tìm kiếm tôi như vậy. Cô về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi thấy cô cũng mệt rồi đó. Tôi cũng cần nghỉ ngơi. Nếu như anh Dũng là người ấy trong lớp đặc nhiệm thì tại sao anh không nói rõ thân phận của mình là công an chứ?
bữa nay tụi tôi hẹn ông tới đây là nói về đợt hàng hôm trước. Bắt ngon chuyện gì hả? Ông thôi cái kiểu giả giờ đó đi. Tôi nói cho ông biết, lô hàng lần này rất kém chất lượng. Ông đang muốn chơi chúng tôi đúng không? Tiền nào thì của nấy thôi. Giá đó tôi không có lời. Cô nương còn đòi hỏi cái gì nữa hả? Tôi bay tưởng tao là lại ngơ ngáo sao? Thả tao để Thanh chở sắt đưa hàng về Việt Nam, tao sẽ lời gấp đôi, không phải chia. Có lợi là tao làm. Ông nói hơi quá rồi đó. Ông nên nhớ, kẻ nào động tới tập đoàn Quỳnh Long và kẻ nào chơi xấu thì kẻ đó sẽ có kết cục không tốt đâu. Ông đừng ở đó mà cao giọng. Mày mon đó, thằng nhãi xanh, đi đổ bố cho chủ mà lên mặt hả? Ông nói cái gì hả? Bộ mày tưởng tao không dám đụng đến chúng mày sao? Anh Việt, nè, ông có dám không? Bữa nay ông mạnh miệng quá ha. Ông muốn đối đầu với chúng tôi à? Còn dám cho người giết hai anh em chúng tôi nữa. Ông đang coi thường chúng tôi quá rồi đó. Giết ông hả? Tôi chỉ cần một vẫy tay thôi. Nhưng mà tôi chỉ sợ đám giang hồ ở Macau này nói tôi ỷ đông ăn hiếp một ông già. Tôi cảnh cáo ông, tôi thách đó, để coi ông làm gì được tụi tôi. Được không? Đi thôi. Dạ chào cô chủ. Chào cô chủ. Mỹ Hào đưa. Dạ em chào cô chủ. Tạ Thiên Khánh là một kẻ không thể đùa được đâu. Hắn quả là trơ trẽn và bất chấp. Đúng vậy, thằng cha này không biết điều mà. Thiên Khánh là một người xảo trá và hiếu chiến. Tôi biết là hắn sẽ không ngồi yên mà manh động. Hôm nay hắn đã bị bỉ mặt như vậy thì kiểu gì hắn cũng sẽ tìm cách hại chúng ta thôi. Cẩn thận, không có thừa đâu. Tôi sẽ ra ngoài kia và tìm thêm vài anh em để bảo vệ cô. Nhưng mà cô nên nhớ phải cẩn thận nha. Ừ, vậy tốt rồi. Chị lúc nào cũng là khách hàng VIP và là kim cương của em mà chị. Rồi lát nữa tôi qua. Dạ. Hay là bây giờ chị qua luôn đi. Sẵn bữa nay spa vắng nè, đích thân em sẽ phục vụ cho chị luôn. Được rồi, để tôi qua liền nha. Dạ. Dạ, dạ, chị qua liền luôn nha. Em kêu người chuẩn bị phòng VIP cho chị. Được rồi. Dạ, em chào chị. Vết thương tạm ổn rồi con. Thay băng, uống thuốc đều đặn. Một hai hôm nữa là khỏi. Dạ, con cảm ơn chú. Yên tâm rồi nha. Con chào chú ạ. Vậy rồi hả con? Dạ. Bây giờ con cứ ngồi đây nói chuyện với bạn, để chú ra ngoài có chút việc. Dạ. Con cảm ơn chú ạ. Anh Dũng, tôi cái khách sạn lấy hết đồ cho anh luôn rồi nè. Cảm ơn cô. Anh thấy trong người sao rồi? Tôi ổn mà. Ừ. Tôi về phòng. Thương. Dù sao cũng cảm ơn cô. Tối qua đã vất vả chăm sóc cho tôi. Nếu không có cô, tôi không biết mình phải ra sao nữa. Cảm ơn cô. Không có gì đâu.
Cũng vì tôi và mọi người cho nên anh mới bị thương như vậy. Có gì cần thì cứ gọi tôi. Anh nghỉ ngơi đi. Tôi nghe đi ông chủ. Đi tháng chi? Tụi bay tập trung đàn em đến spa Quỳnh Nhi. Đập phá mọi thứ cho tao. Nó có chạy thì cắt gần chân nó. Ông chủ có cần tôi xử con Quỳnh Nhi với thằng Việt không? Không. Chỉ cảnh cáo nó thôi. Không được xảy ra án mạng. Tụi bay chờ lệnh của tao. Tôi biết rồi. Ông chủ yên tâm. Anh Dũng. Sao? Nói đi. Tụi nó đều lấy hàng ở cửa khẩu một vài. Không có đứa nào nói gì hết. Nhưng mà em nghe từ thông tin khác là một gã người Macau gốc Việt đang nắm đầu nguồn, có kết hợp với băng nhóm của Campuchia. Mày làm tốt lắm. Cứ nghe ngóng tiếp đi. Có gì báo nghe cho tao nghe. Anh cứ yên tâm đi. Em sẽ dò cho ra vụ này. Cảm ơn anh. Macau gốc Việt, Tạ Thiên Khánh. Vậy là ông muốn như con cá này. Hôm nay spa của em mới nhập một lô hàng dưỡng da rất là cao cấp của châu Âu đó chị. Chị là vị khách đặc biệt, cho nên em tặng chị một gói dịch vụ chăm sóc da, chăm sóc toàn diện luôn nghe. Chị cũng đang tính bữa nay qua đây làm đẹp. Thì lúc đó em gọi đến, thiệt là mừng hết sức. Ngọ hủ hối xăm mà. Nhưng mà thôi, cứ để chị gửi tiền bữa nay. Chứ đâu có để em là tặng không như vậy được. Kỳ lắm đó. Trời ơi, chị em với nhau không có gì đâu mà chị khách sáo như vậy. Có chuyện rồi. Đập phá hết cho tao. Tụi bay làm gì vậy? Đứng lại. Đứng lại. Đập phá hết cho tao. Đứng đó. Mày có lỗi lại hay không? Thôi tụi mày đó. Thưa cô chủ, có chuyện rồi. Đi tặng ngõ chành quà. Chị đợi em chút xíu nha. Có chuyện gì? Được rồi, cậu xuống dưới trước đi. Dạ. Dẫu mẹ xì á. Có chuyện gì không em? À, muốn cái gì? Không có gì đâu chị. Chỉ là chuyện hiểu lầm của spa thôi mà. Như vậy là em đã chăm sóc da cho chị xong hết rồi đó chị. Không có. Cảm ơn em nhiều. Em có chuyện, em đi xuống trước nha chị. Vậy nói Tạ Thiên Khánh ra đây nói chuyện với tao. Mày chưa đủ tư cách đâu. Biến đi. Mày đem lại. Tụi mày nhớ. Mày bây giờ. Tụi mày bước tới bắn chết cha tụi mày đó. Cảm ơn tớ. Biết à. Mày đứng lại chưa? Tụi mày biết đây là đất của ai không? Đứng lại mày. Mà dám lớn tiếng lên mặt hả? Bộ lão là hết đường về nhá. Chắc liền có chuyện gì mà ồn ào ngoài đó vậy em? Không có gì đâu chị. Chắc là chuyện hiểu lầm thôi mà. Chị ngồi đây đợi em một chút nha. Để em ra ngoài đó giải quyết. Ừ, được rồi. Tao nói tụi mày nghe không? Tụi mày thích chơi hả? Hả? Giờ sao? Có chuyện gì vậy? Tôi là chủ ở đây nè. Mẹ mày, hôm nay tao đến đây xíu tôi của mày. Dám hất dậy với ông chủ của tao. Vậy thì mày về nói cho ông chủ mày biết là vợ của ông chủ mày đang ở đây chăm sóc da mặt đó. Ông muốn gì á thì qua nói chuyện với tao. Là bà chủ. Giờ sao đây? Kêu bọn nó lui xuống. Cẩn thận, không được manh động. Bà chủ đang ngồi trong đấy. Bây giờ sao? Mày gọi cho ông chủ đi. Chủ,
hiện giờ đang ở đây. Bây giờ phải làm sao? Giờ sao ông chủ? Tụi mày nói cái gì vậy? Không khống chế được tụi đó sao? Mày để tao nói chuyện điện thoại với ổng. Đưa điện thoại để tao nói chuyện với Huyền Nhi. Ông cho người đến tận nơi này định chơi với tôi hả? Ông muốn gì? Còn nhà anh Dành, mày mà động tới sợi tóc của bà ấy, mày không có cửa sống đâu. Cái đó thì tùy vào thái độ của ông thôi. Ông chơi tôi á thì tôi chơi lại ông thôi. Tôi không sợ ông đâu. Tôi nghe đây ông chủ. Tôi phải rút đi. Tôi biết rồi. Ông chủ bảo rút đây. Rút mấy 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 mày biến khách cho tao biến. Cứ làm tôi lời ông chủ đi. Nhanh biến mày. Nhanh lên. Từ bây giờ tất cả mọi người đi đâu cũng phải cẩn thận. Dạ. Nhất là phải coi kỹ cái địa bàn này cho tao. Dạ. Nghe rõ chưa? Dạ. Mọi người vào vị trí đi. Dạ. Hai thằng bay qua bên kia. Cảnh cẩn thận đó. Dạ. Alo. Alo, ba hả? Đã đến lúc ba gọi điện thoại cho tên Tạ Thiên Khánh rồi đó ba. Được rồi, mọi chuyện cứ để ba lo. Dạ. Chào ba. Xong rồi chị. Em ơi, ở ngoài đó có chuyện gì vậy? Sao mà chị thấy sợ quá? Không có gì đâu chị, chỉ là hiểu lầm do buôn bán thôi mà chị. Không có sao đâu. Tại mắt chị mờ cho nên là chị nhìn không có rõ. Nhưng mà hình như chị thấy nó có súng luôn đó. Không sao đâu chị. Khách ở đây hay như vậy nhưng mà không sao đâu. Chị đừng có lo. Thôi em đi chị về nha. Mình đi chị. Tôi nghe. Tạ Thiên Khánh, mấy bữa nay ông chơi được lắm. Ông không tưởng một thủ đoạn nào để chơi công ty của tôi. Ông khá lắm. Đứa con gái của ông ấy cũng không phải là dạng vừa. Ông cứ chờ đấy. Làm gì mà ông nóng vội dữ vậy? Tại sao ông lại chấp nhất một chuyện nhỏ nhặt đối với một đứa con gái đáng tuổi con ông như vậy? Tôi gọi ông là chuyện khác. Chuyện hàng Flaca đó, bây giờ ông tính sao? Việc giá cả Flaca vẫn thế thôi. Nếu như muốn công ty tôi lấy hàng về Việt Nam, chuyện tốt nhất là ông phải giảm 3 giá so với giá nhập thời gian qua. Thì công ty tôi mới nhập hàng về Việt Nam. Nè, còn ông đừng có mơ là ông mang hàng về bên này. Không dễ dàng gì đâu. Ở Việt Nam, công ty độc quyền Flaca là chỉ có công ty của Quỳnh Long, chứ không có một công ty cạnh tranh nào khác. Ông nghe chưa? Ông tự đắc sớm thế. Tôi đây cũng không ngu. Để ông dọa nạt như trẻ con thế đâu. Ông nhớ đó. Alo. Tạ Trương Khánh. Mày tưởng tao dễ chơi hả mày? Đừng không. Alo. Ông Quỳnh Long à? Sao rồi? Lâu nay ông khỏe chứ? Nếu muốn biết là ai đã gây ra cái đau khổ này thì tối nay chúng ta gặp nhau ở nhà hàng bên sông nhé. Nhớ là đừng có giở trò với tôi. Nếu không, ông cũng lỡ phải một hậu quả xảy ra rồi đúng không? Tôi nói là tôi làm đấy. Alo, alo. Giọng này quen quá. Ở Hải Phòng. Chẳng lẽ là bà ta sao? Chẳng lẽ bà ta làm ra tất cả mọi chuyện này?
thành chợ sắt. Bây giờ bà bản lĩnh như vậy sao? Huyền Long, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ông. Ông giết con của ông thì ông có đáng làm người hay không? Hay ông chỉ là một con quỷ đội lốt người? Con trai, con hãy phù hộ cho mẹ. Đêm nay mọi việc sẽ kết thúc và oan hồn của con sẽ thanh thản ra đi. Chuyện gì? Cho tôi khám xét cái giỏ. Mời bà. Phòng tôi đến như vậy không? Không ngờ phải không? Tôi chắc rằng ông nghĩ là tôi không thể nào đứng vững được với sự tàn ác và phản bội của ông đã gây ra cho cuộc đời của tôi. Nhưng tôi vẫn sống và tiếp tục tồn tại. Sắp cho con nha, anh phải đi rồi. Anh à, đừng đi mà anh, con mình nó đang sốt mà. Nhưng anh có nhiều công việc lắm, anh cần phải giải quyết. Anh à, anh lúc nào cũng tiền và công việc, con nó đang cần anh, nó đang nằm cấp cứu. Huỳnh Hưng là con của anh mà, sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi chứ anh? Anh nói rồi, trong Sài Gòn rất là nhiều việc đang đợi anh, mọi người đang đợi anh nữa. Nhưng mà việc gì mà quan trọng tới mức anh phải bỏ con mà đi trong lúc này chứ? Việc gì anh nói đi. Anh không nói, em sẽ không cho anh đi đâu. Em sẽ không cho anh rời khỏi nơi này. Anh nói đi. Việc gì? Được rồi, nếu em nói vậy thì anh không giấu em nữa. Vợ anh vừa mới sinh non và cô ấy đang nằm cấp cứu. Con gái anh á thì không sao, nhưng con bé rất yếu, hiện bác sĩ đang chăm sóc trong lồng kính. Thì ra là anh chọn cách trở về với vợ anh, với con gái của anh, bỏ rơi mẹ con em. Trong mắt anh, em là cái gì chứ? Em là cái gì hả? Anh nói đi. Anh nói em rồi, anh thích em. Nhưng anh đã nói với em ngay từ đầu là anh đã có gia đình.
Và chính em đã chấp nhận điều đó mà. Chúng ta chỉ dừng lại ở mức này thôi. Em hiểu không? Con của mình nó có thể không qua khỏi. Anh có hiểu không? Sao lại nỡ bỏ mẹ con em trong lúc này chứ? Em xin anh đấy, đừng bỏ mẹ con em mà. Thằng Hưng nó rất cần anh. Thanh à, nhưng gia đình của anh đang rất cần anh. Vợ của anh đang cấp cứu và cô ấy cũng rất cần anh. Và con gái của anh nữa. Mọi người đang hoang mang và chờ anh về. Anh không thể nào ở đây lâu được. Sắp đến giờ bay rồi, anh không thể chờ chờ được. Nhưng mà Hưng Hưng nó cần anh, em cần anh. Con mình nó cần anh lắm hả anh? Em ở lại chăm sóc con giùm anh nha. Anh Long à, anh Long, anh Long à. Con ơi, mẹ đây. Con ơi, Hưng à, bác sĩ ơi, bác sĩ, cứu con tôi với. Chúng tôi xin lỗi, cháu đã không qua được. Tôi xin lỗi. Chuyện đó đã xảy ra 20 năm rồi. Quá lâu rồi. Tôi đã thú hết tội của tôi với em rồi. Và tôi đã cho em tiền. Tôi đã cho em rất nhiều tiền để em có thể làm được tất cả, và em có được ngày hôm nay. Bây giờ em còn muốn gì nữa hả? Tôi đã muốn quên, nhưng tôi không thể nào quên được. Và tôi cũng không thể tha thứ cho ông. Khi mà ông hứa sẽ quay trở lại tìm tôi, nhưng ông lại không làm như vậy. Ông hất hồi, xa lánh và xem thường tôi. Em, tại em cứ bám theo anh thôi. Em biết đó, lúc đó vợ anh bị sản hậu chết. Em không cho anh thở. Em không cho anh thở. Còn ông chết mà ông còn không thèm về, thì ông là loại động vật gì hả? Đến loại thú nó cũng còn biết thương con của nó kia mà. Tôi phải rửa hận và cho ông biết rằng tôi không tầm thường như ông nghĩ. 20 năm qua tôi đã mạnh hơn rất nhiều. Và ông đừng tưởng chốn giang hồ này tôi không thể bước chân vào được. Nhưng tôi không hiểu, tại sao, tại sao em cứ muốn giết hại cả gia đình tôi chứ? Sao em là ai? Là ai? Là một thế lực nào? Chứ tôi định là bản lĩnh của em, em không thể nào ra tay đến như vậy. Em là ai? Em là ai? Em nói đi. Ông lại chủ quan và quá xem thường tôi rồi đấy. Tại sao lại không phải là tôi? Đàn bà dễ có mấy tay mà. Nhất là người đó lại từng là người tình của ông. Hơn nữa, dân Hải Phòng chợ sắt không phải là loại vừa đâu. Nhất là ân oán hận thù rất rõ ràng.
Mày ở lại cạnh ông chủ, tao xuống dưới quan sát một giờ. Có gì cứ gọi cho tao. À, để em đi cho. Để tôi đi được rồi. Dạ. Cẩn thận. Dạ. Khi nào ông nhớ ông còn có một người con trai tên là Huỳnh Hưng không? Nói ra! Nếu ông nghĩ đến con của ông thì ông đã đi tìm tôi rồi. Tôi thành con người như ngày hôm nay, và oan hồn của con trai ông không thể nào siêu thoát được trước sự nhẫn tâm và tàn ác của ông. Tôi muốn cho ông thấy ai mới ác hơn ai. Cẩn thận, trong tù có biến vậy. Có thể trong đồ có độc. Cứ trở về mọi chuyện, tao sẽ có cách giải quyết. Ông bà có cần tôi rót rượu ra luôn không ạ? Rót đi. Dạ. Dạ mời ông. Dạ mời bà. Chưa hết tình và nói chưa hết hận. Những rượu này tôi sẽ uống cạn cùng ông, coi như ta cạn tình từ đây. Em đây, chuyện gì đã qua chỉ nên cho qua. Em đi tha thứ cho anh. Thật ra thì giết ông và gia đình ông cũng quá khó đối với tôi. Cứ sống trong thù hận mãi như thế này tôi thấy cũng mệt mỏi lắm. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Hiện nay anh cũng rất cô đơn. Em cũng đã biết chuyện vợ anh bị chết cháy. Báo chí đã đăng rùm beng lên rồi. Thế là em chết với anh. Ta cùng nhau hợp tác làm ăn. Tất cả những gì của anh của em hết. Chẳng đi. Chấm hết.
chất kịch độc này chỉ gây tê liệt thần kinh thôi. Yên tâm là ông sẽ không chết, nhưng ông sẽ sống mà như đã chết. Tôi biết ông là trùm mafia buôn bán flaca. Ông có rất nhiều tiền và ông có thể cho tôi mọi thứ. Cái tôi cần là con trai của tôi, thì ông có thể lôi nó từ cõi chết trở về được hay không? Sao? Ông ngạc nhiên lắm phải không? Tại sao tôi cũng uống mà tôi không bị trúng độc? Ông quên tôi là thanh trợ sát tà. Tôi chuyên pha chế thuốc độc và tôi đã uống thuốc giải trước khi đến đây rồi. Chuyện rồi. Bình tĩnh, không cho bất cứ ai vào phòng, phải im lặng, giữ bí mật chuyện này nghe chưa? Dạ dạ. Yeah. Mình đi nha mẹ. Ông chủ, có sao không ông chủ? Ông chủ à, tỉnh dậy đi ông chủ. Đưa ông chủ đi bệnh viện nhanh lên. Dạ. Ông chủ. Đi với ba tao. Mày đi đúng không? Thiệt phải không? Cậu Nam à, cậu bình tĩnh đi. Cậu Nam, các anh đang làm gì vậy? Không có gì đâu cô. Các anh đừng có gây ồn ào. Ở đây là phòng cấp cứu, chúng tôi đang khám cho bệnh nhân. Rồi, xin lỗi. Tại sao ba tao như vậy? Cậu Nam à, nghe tôi nói đã. Tôi không hiểu là đã xảy ra chuyện gì trong đó. Bởi vì tôi không được vào trong. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Em xin lỗi, em đã không bảo vệ được ông chủ. Vậy mình đi theo làm cái gì? Ba tao gặp ai? Gặp ai mà như vậy? Nè, các anh hãy bình tĩnh. Chúng tôi đang chữa trị cho bệnh nhân. Ông vô điều trị đi, ông vô khám đi, đứng đây làm cái gì? Hãy bình tĩnh đi, chúng tôi đang cố gắng mà. Ba tôi mà bị cái gì á, tôi giết luôn bây giờ. Anh Nam, gì vậy? Ở đây là bệnh viện. Anh cứ bình tĩnh, không được gây ồn. Mày lại mà dám cản tao. Anh Nam. Thôi mà bình tĩnh. Anh Nam. Rồi, không có chuyện gì đâu. Cái gì? Tôi bình tĩnh đi. Bác sĩ nói là đã cố gắng hết sức rồi mà. Tại vì ông chủ có triệu chứng đột quỵ. Không bạch dạ. Phải về coi nhà với thằng Quang đi. Tao sợ có chuyện gì xảy ra đâu. Dạ. Anh Nam bình tĩnh nhanh Nam. Nhìn đi. Cậu Nam à, cậu bình tĩnh đi. Đừng nói chuyện này với ai. Có thể sẽ gây bất lợi cho mình đó. Kể cả Quỳnh Nhi nữa. Nếu như chuyện này lọt ra ngoài, tất cả mọi người trong công ty sẽ nổi loạn lên. Mày nghĩ mày là ai vậy? Mày đánh lệnh cho tao hả? Tôi không có ý đó. Cậu chủ à, cậu bình tĩnh đi. Hiện tại bây giờ tình hình rất là căng thẳng.
chuyện đã xong rồi. Tốt. Mẹ mày Quỳnh á. Cậu Nam này, cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Để tôi ở đây với ông chủ được rồi. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho cậu. Bác sĩ, ba tôi sao rồi? Các anh hãy bình tĩnh đi. Chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng mà chưa ai vào thăm được đâu. Nhất là cậu đó. Cậu phải thật bình tĩnh. Được chúng rồi, tôi đang cố gắng hết sức đây. Xin lỗi. Xin lỗi bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Nè, cậu Nam à, cậu cứ về nhà nghỉ đi. Khi nào chuyển phòng, tôi sẽ gọi cậu. An tâm đi, có tôi ở đây mà. Tao chạy ra ngoài chút, có gì gọi tao liền nha. Có chuyện gì vậy? Bà của anh Nam bị đột quỵ, đang nằm ở bệnh viện á. Anh nghe điện thoại đi. Alo, ba tôi bị đột quỵ rồi. Tại sao vậy? Tại sao ba mày lại bị đột quỵ? Tôi thấy ba mày vẫn đang khỏe mạnh bình thường mà. Tao cũng đâu có biết đâu. Ông đi gặp một người nào đó bên nhà hàng á. Nói cái gì tao đâu có biết. Ông bị sốc hay sao á, đột quỵ luôn rồi. Vậy nên cấp cứu á. Mày đừng có suy sụp quá. Bây giờ mày phải bình tĩnh thì mới giải quyết vấn đề được. Để lo cho ba mày nữa. Khi nào mà ông vào ổn á, tao báo cho mày biết. Tao nghĩ đây chính là một âm mưu. Mày chăm sóc anh Thư giùm tao nha. Vết thương của mày sao rồi? Vết thương của tao đỡ nhiều rồi. Không cần lo đâu. Mày cứ yên tâm đi. Tao sẽ lo cho anh Thư. Vậy nha. Sao tự nhiên lại có chuyện bà của Nam bị đột quỵ? Rồi có sao không? Thôi đừng lo lắng quá. Chắc không sao đâu. Cậu về nghỉ ngơi đi. Đang có bầu, tôi cần xác định tâm bầu. Ai là ai? Muốn ông Quỳnh Long phải chết chứ?